Để hết nữa. Không, nhưng mà ba mẹ con hai vợ chồng là ngủ ở đây. Trước đây là hai vợ chồng làm nhà là phải ngủ đây chứ. Còn nhà nào khác nữa không? Đồ có không? Thì có nhà đây thôi. Vậy thì mai mốt mà có tiền ủng hộ á, mình đi mua một cái giường cho con ngủ. Hả? Trước con một cái giường nhưng mà cái này Em live stream mà. Con gắn rồi. Nhưng mà để gì? Đưa chụp ai đứng đi tắt nhang đi chị chụp cho. Cầm đây. Mấy cái mề này không phải dở. Quay lần nữa. Quay. Kêu gọi trả tiền hòm ấy là 9 triệu, cái hòm đó là 16 triệu, nhưng mà bên này hòm họ cho mình được 7 triệu, là mình trả cho họ là 9 triệu, là bên nhóm từ thiện trả cho phải chị trả đâu nên hỏi rõ ràng. Thì bây giờ nhóm tụi em á là có kêu gọi được một số tiền nữa thì vô cho hai ba mẹ con, vô cho ba mẹ con để có tiền sắm sửa thêm. Cô này đúng không? Cô này biết đạp xe đạp không? Phải, không phải, nhỏ hơn ấy. Biết đạp xe đạp, có xe đạp chưa? Chưa có. Học lớp mấy rồi? Học mẫu giáo. Học mẫu giáo hả? Dạ, mẫu giáo lớn. Cô biết đi xe đạp không con? Dạ, có. Lớp 1. Con có biết đi xe đạp không? Đang học lớp 1. Theo thơ lại. Học lớp 1. Lớp 1. Giờ nó đi đạp xe được hết rồi. Ừ. Giờ mới tập mới đi chứ. Là mấy mấy đứa con thằng một cháu lớn thì thôi chụp chim tắm cái gì chụp 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 cầm cho nó cứng rồi cầm chắc là ok đây hả rồi đúng rồi do chồng họ rung ổn rồi cũng có chồng còn đây đây ok đây hả em cứ chọc thẳng vào đây là nó sẽ rung chung là phải chọc chính xác nha hai cái điện thoại đúng rồi cái đó cũng được rồi 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 đứng hai bên đứng hai bên chỉ hai bên tôi tôi ra tôi ra vô để cho mình thấy đúng rồi, quá đẹp luôn đấy nhỉ. Đẹp, đẹp á. Số tiền này là luôn đấy nhỉ, đùa đâu mà. Dạ, dạ, dạ. Người hảo tâm ở ngoài phố. Đúng rồi. Dạ đúng rồi, từ thiện. Bên ảo, bên lặng ảo. Bên nào bên tự do. Tự do. Bên chị kêu gọi bạn bè chị, bạn này kêu gọi bạn bè bạn này. Bạn này nói chung mọi người kêu gọi của bạn của nhau. Chứ không thuộc vào ở đâu hết quay cái chỗ. Bây giờ bè vợ đâu? Ra đây em. Em á. Em ngồi đây. Em ngồi xuống ha. Cái này 6 triệu. À, 6 triệu. Ý là nhóm của em là kêu gọi 5 triệu, 4 triệu 6 với lại 400. Em cứ cầm cái này là mình tổng trả rồi. Nhóm của em là được 5 triệu với lại ở trong này là nhóm của chị. Không. Bây giờ em cứ đưa là bữa trước ấy là chị Hiền có cho em 1 triệu. Bây giờ em đếm đúng 6 triệu nữa là 7 triệu. Đếm luôn em, đếm. Là tổng
tổng ở đây là còn 6 triệu là chị Nguyệt, nói chung là tổng số tiền là bao nhiêu thì chị Nguyệt trả tiền hồng rồi hết, là còn lại 6 triệu là trong nhóm từ thiện bây giờ cũng trao lại cho chị. Là đây là 6 triệu, bữa trước có khi đưa hồng vào có thêm 1 triệu là 7 triệu. Đó. Là nhóm là kêu gọi được 16 triệu. Nói chung là cái này hồi mình cứ tổng thêm đi. Tiền họp là trả tấm hình triệu ấy thì cái hình họp hình, đưa gọi là tiền mai táng á, tiền mình ý là tính chị mình giải thích sau. Ừ, cái này là mình giải thôi, tiền này giải thích sau cứ đem tiền chứ. Đem tiền đi, tiền mình chụp cho. Ha ha, đúng.